Trung Khang xin chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự tối nay, ngày 27 tháng 9 năm 2017. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ đại diện ngoại giao của một số nước để kêu gọi các nước hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội ra thông báo rằng Berlin không hề dừng việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam như những tin tức lan tải trên mạng xã hội trong những ngày qua. Viên sĩ quan chỉ huy tàu tuần duyên của Philippines trong vụ đuổi bắt và bắn chết hai ngư dân Việt Nam hôm 23 tháng 9 đã bị tạm thời cho ngưng chức vụ để phục vụ công tác điều tra. Trong phần thời sự là những khẳng định của ngư dân Việt Nam rằng họ không hề đâm vào tàu của lực lượng chấp pháp Philippines. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ đại diện ngoại giao của một số nước bên lề hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tại thành phố Cần Thơ. Tin cho biết trong các cuộc gặp, người đứng đầu chính phủ Hà Nội kêu gọi các nước hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đáp lại đại diện các quốc gia gồm đại sứ Thụy Điển, Úc, Đức và công sứ Nhật Bản đều nói với Thủ tướng Việt Nam rằng họ sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam trong công tác được yêu cầu. Cụ thể, Thụy Điển phê duyệt một khoản viện trợ 5 triệu đô la Mỹ cho Ủy ban sông Mekong. Úc sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam, còn Nhật Bản hứa sẽ hỗ trợ cho Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 tới đây. Trong cuộc gặp gỡ với vị đại sứ Đức, ông Christian Berger, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng đến người tương nhiệm Đức, bà Angela Merkel, người vừa thắng cử giành thêm một nhiệm kỳ thủ tướng nữa tại Đức. Ông cũng cảm ơn Chính phủ Đức đã mời ông đến dự hội nghị các nước công nghiệp phát triển G20 ở Đức hồi tháng 7 vừa qua. Thủ tướng Việt Nam nói với nhà ngoại giao Đức rằng ông hy vọng nước Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long lập quy hoạch để phát triển kinh tế. Đáp lời, ông đại sứ Đức nói rằng ông mong muốn chính phủ hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước. Cũng liên quan đến quan hệ ngoại giao Việt-Đức, vào ngày 27 tháng 9, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội ra thông cáo rằng Berlin không hề dừng việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam như những tin tức loan tải trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Thông cáo của Tòa Đại sứ Đức nêu rõ, việc xin thị thực hiện nay có thể phải chờ lâu vì có đông người muốn xin thị thực sang Đức. Trước đó vào ngày 26 tháng 9, tờ Thời báo Tiếng Việt ở Berlin nói rằng chính phủ Đức không cấp thị thực nhập cảnh cho một đoàn làm việc của một tỉnh phía Bắc Việt Nam vào cuối tháng 9, cũng như không cấp thị thực cho sinh viên Việt Nam cho đến tháng Giêng năm 2018. Trước tin nói Tòa Đại sứ Đức tại Việt Nam bác bỏ việc ngưng cấp thị thực cho công dân Việt Nam, tờ Thời báo nói rằng họ có những bằng chứng và nhân chứng cho nguồn tin của họ và sẽ công bố khi cần thiết. Xin được nhắc lại là cáo buộc từ chính phủ Đức cho rằng Việt Nam đã cử nhân viên an ninh của mình sang Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mang về Hà Nội hồi cuối tháng 7 năm 2017, khiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước trở nên căng thẳng. Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên là một cán bộ cao cấp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bị cáo buộc tham nhũng và đã trốn sang Đức. Cho đến nay, Đức đã ra lệnh trục xuất hai viên chức ngoại giao Việt Nam và tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Việt Nam vẫn không chính thức bác bỏ hay công nhận cáo buộc của Đức, mà nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã về nước đầu thú. Các cơ quan báo chí Việt Nam cũng không đưa tin về việc trục xuất nhân viên ngoại giao và đình chỉ các quan hệ chiến lược. Hai báo gồm Tuổi Trẻ và Vietnamnet trong bản tin nói về việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam vào Đức có đề cập rằng việc tạm ngưng các quan hệ chiến lược không ảnh hưởng đến việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam. Viên sĩ quan chỉ huy tàu tuần duyên của Philippines trong vụ đuổi bắt và bắn chết hai ngư dân Việt Nam hôm 23 tháng 9 vừa qua đã bị tạm thời cho ngưng chức vụ để phục vụ công tác điều tra. Trang Inquirer của Philippines trích thông báo của lực lượng vũ trang Philippines hôm 27 tháng 9 cho biết như vậy. Inquirer dẫn lời người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines, Đại tá Edgar Arevano, cho báo chí biết Tư lệnh lực lượng là tướng Eduardo Ano và Phó Đô đốc Tư lệnh Hải quân
Ronald Jose Mercado đã ra lệnh một cuộc điều tra đầy đủ và trung thực về vụ bắn chết hai người dân Việt Nam. Phó Đô đốc Mercado cũng ra lệnh giữ lại những người khác trên tàu để điều tra. Hiện Philippines không nêu danh tính của viên sĩ quan chỉ huy bị tạm ngưng chức để điều tra như vừa nói. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Philippines, sự việc xảy ra hôm 23 tháng 9 khi tàu hải quân Philippines đuổi theo một tàu cá của ngư dân Việt Nam bị nói đang đánh cá bất hợp pháp cách Bolinao khoảng 34 hải lý trên Biển Đông mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, trước đó hải quân Philippines đã thấy 6 tàu cá của Việt Nam trong khu vực đặc quyền kinh tế nước này. Tàu hải quân Philippines đã bắn những phát đạn cảnh cáo khi một trong số những chiếc tàu bị đuổi đâm vào tàu của hải quân Philippines. Hải quân Philippines sau đó lên chiếc tàu cá bị bắn và phát hiện 2 xác ngư dân Việt Nam. 5 ngư dân còn lại trên chiếc tàu bị hải quân Philippines bắt giữ. Tuy nhiên, thuyền trưởng Phạm Tô của tàu cá Việt Nam hôm 25 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự Do biết là chiếc tàu cá Việt Nam không đâm vào tàu của Philippines. Ngay sau vụ việc, hôm 24 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã lên tiếng kêu gọi Philippines phải điều tra làm rõ vụ việc. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Alan Cateo cũng lên tiếng hứa sẽ điều tra vụ việc một cách công bằng và toàn diện. Sau vụ hải quân Philippines bắn chết hai ngư dân Việt Nam, một dân biểu Philippines hôm 26 tháng 9 đã lên tiếng thúc giục chính phủ Phi phải minh bạch hơn trong các giao dịch với Trung Quốc ở Biển Đông và phải có một chiến lược giao tiếp rõ ràng ở Biển Tây Philippines. Dân biểu Gary Alezano nói tại cuộc họp báo hôm thứ Ba 26 tháng 9 rằng người Philippines không hề biết được bất cứ thứ gì từ chính phủ về Biển Tây Philippines, trừ khi có một sự kiện gì đó được công khai như sự kiện vừa xảy ra. Ông cũng nói, Biển Tây Philippines là một vấn đề lâu dài và cần phải có một chiến lược toàn bộ và bền vững. Một chiến lược như vậy sẽ đưa ra các chính sách và các hành động chỉ dẫn đối với tất cả các bên liên quan ở vùng nước đang có tranh chấp, đặc biệt là với các ngư dân Philippines. Biển Tây Philippines mà Việt Nam gọi là Biển Đông hiện là khu vực tranh chấp chủ quyền của một số nước châu Á, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Trung Quốc là nước đòi chủ quyền đến 90% diện tích khu vực biển này. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dẫn đầu có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9. Tin nhận được cho biết, phái đoàn do bà Trương Thị Ngọc Ánh vào chiều ngày 26 tháng 9 hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc ông Du Chính Thành. Bà Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được dẫn lời tại cuộc gặp với ông Du Chính Thành rằng trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn ở các cấp, các địa phương của hai phía nhằm hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận. Ông Du Chính Thành cho phía Việt Nam biết rằng một trong những công tác quan trọng của Chính hiệp Trung Quốc hiện nay là chuẩn bị cho Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặt trận Tổ quốc là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc cũng là những đảng viên được tổ chức bổ nhiệm sang, được nói làm công tác quần chúng, tức tuyên truyền các chính sách của đảng đến người dân và đôn đốc việc thực thi. Mọi thành phần, tôn giáo, sắc tộc được đưa vào mặt trận nhằm quán triệt chỉ thị, chủ trương của Đảng Cộng sản. Vừa qua, ông Nguyễn Thiện Nhân được điều chuyển từ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc vào thành phố Hồ Chí Minh làm bí thư thành ủy thay cho ông Đinh La Thăng. Ông Thăng bị nói có dính líu đến nhiều sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong thời gian làm lãnh đạo tại đó. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay là ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, xuất thân từ Cần Thơ. Liên quan đến tình hình thế giới, Tòa tối cao ở Bangkok, Thái Lan hôm 27 tháng 9 đã ra phán quyết tuyên phạt vắng mặt cựu Thủ tướng Thái bà Dinlat Sinawat 5 năm tù vì tội sao lãng hình sự. Tòa tối cao Thái Lan xác định bà Dinlat Sinawat đã phạm tội vì đã làm thất bại trong việc ngăn chặn tham nhũng và làm thất thoát trong chương trình trợ giá gạo của chính phủ. Thông báo của tòa viết rằng bà Dinlat với tư cách là một người lãnh đạo đất nước đã không thực hiện những bước cẩn trọng, vì vậy đã góp phần vào những mất mát cho nông dân và thất thoát ngân sách, bộ tài chính, đất nước và người dân Thái. Chính phủ của bà Dinlat bị quân đội lật đổ vào năm 2014. Bà sau đó đã phải ra tòa vì làm sao nhãn chương trình trợ giá gạo của chính phủ, làm thất thoát hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, bà tuyên bố vô tội và cáo buộc chính phủ quân đội Thái đang tiến hành một cuộc truy lùng mang tính chính trị. Sau khi dự hàng chục phiên tòa kéo dài hơn một năm qua, bà Dinlat đã không xuất hiện tại phiên tòa ngày 25 tháng 8 vì đã bỏ trốn ra nước ngoài. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình Off-A được phát hành trực tiếp
buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ Ba tới thứ Bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên trang mạng xã hội Facebook và kênh YouTube cũng như trên trang chủ RFA Tiếng Việt. Với tin tức cập nhật trung thực, chính xác, tập hợp các diễn biến tường trình từ Việt Nam do các cộng tác viên từ trong nước và đội ngũ phóng viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện, chương trình truyền hình RFA mong sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mong quý vị chia sẻ chương trình và giới thiệu thêm nhiều người thân và bạn hữu biết đến chương trình của chúng tôi. Trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, vụ việc ngư dân Việt bị lực lượng chức năng vi bắn khiến hai người thiệt mạng được chính quyền Manila nói đang cho điều tra. Tuy nhiên, thông tin ban đầu từ phía tuần duyên Phi cho rằng một tàu ngư dân Việt Nam đâm vào tàu lực lượng chấp pháp này. Còn ngư dân Việt lại khẳng định họ không hề đâm vào tàu của lực lượng chấp pháp Philippines. Phóng viên Diễm Thi ghi nhận ý kiến này và gửi đến quý vị trong phần sau. Vụ việc xảy ra vào hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017, khi hai ngư dân Việt Nam bị hải quân Philippines bắn chết, với cáo buộc tàu của các ngư dân này đã tông vào tàu hải quân trong một cuộc rượt đuổi. Bộ Ngoại giao nước này cho biết, hải quân Philippines đã bắn những phát đạn cảnh báo sau khi tàu Việt Nam có hành động đâm tàu nguy hiểm. Tuy nhiên, cả thuyền trưởng Phạm Tô và ngư dân Nguyễn Văn Trọng từ thị trấn Bolinao, Philippines đều khẳng định với Đài Á Châu Tự Do rằng tàu đánh cá Việt Nam bằng vỏ gỗ chỉ bỏ chạy thôi, làm sao mà dám tông tàu vỏ sắt của hải quân Philippines. Ông Phạm Tô, thuyền trưởng tàu cá Phú Yên số PY96173TS kể lại khoảnh khắc tàu của ông bị hải quân Philippines bắn. Trong thời gian nó bật phè thái chỉ là đứng đầu nhà mà. Dội phè xuống rồi nó tàu hải quân mình biết rồi. Thì trong thời gian bật bẫy mỹ, những xe này bước phè xuống, đường phè thái bầm bầm. Thì mình xuống bất lớn, đi xuống nhà đi về đi tàu em rồi. Dạ, nhìn nó là nó chết ngư rồi, là em đứng tàu lại. Chứ mấy là chứng tàu lại, giờ mình thấy tàu không? Hải quân tôi đã đi, cho tàu mình chiếc. Khánh giảng nó về, nó chết được là tôi tìm thẻ lái. Thẻ đi từ lái, chạy ra ngoài, coi hai người. Nằm dưới hầm, hai bên, thả mũi hai bên chết. Ông cho biết để tránh áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở Biển Đông, cho nên tàu của ông đi từ đảo Song Tử Tây cho đến tọa độ 16 độ 47 phút Vĩ Bắc, 119 độ 18 phút Kinh Đông vào lúc khoảng 5 giờ chiều. Ngày 22 tháng 9 thì thả neo nghỉ lại. Mọi người trên tàu mở đèn để câu mực xà, chờ áp thấp đi qua thì sẽ chạy về lại hướng Việt Nam. Ý định là như vậy, thì đột nhiên lúc 11 giờ 30 phút, tàu hải quân Philippines xuất hiện và rượt đuổi tàu cá của ông. À, một giờ như tối như vậy thì em có phát một cái ánh đèn nó điện như đó. Có bóng điện xanh ở dưới trên bóng điện vàng lập lờ. Còn không biết cái tàu này là tàu gì hay là tàu đánh cá, tại vì không biết gì. Ánh đèn này là chỉ là cái từ quân như đó em lại nghĩ là như thế tàu gì đây. Mình cũng lo sợ vậy, tại vì mình nằm đây là một cái địa phận công ty mà mình đây để đi tránh gió. Cho mà còn biết như thế nào là tức là tàu cướp biển hay là tàu ghé tư tàu từ đầu sắt tàu que tàu gỗ mình thì nó đâm vô mình thì vỡ tìm những bỏ mạng ra. Cái nghĩ vậy là vậy đấy, chú anh em chặt cái ngư dân Nguyễn Văn Trọng, người ở cùng hầm với hai ngư dân bị bắn chết, khẳng định. Dạ, mình ra tàu gỗ mà người ta tàu sắt làm sao dám tông. Lúc đó mình đã chạy thôi chứ làm sao mà về dám tông người ta được. Còn thuyền trưởng kiêm chủ tàu Phạm Tô thì cho rằng phía Philippines vì sợ tội cho nên đã đổ lỗi cho tàu ông đâm va tàu của họ. À, không có đâu. Anh nói thiệt, em nói thiệt anh là tại tàu Việt Nam này. Em nghĩ thoát cái thân trong con the thôi mà nói không có người dám được chuyện đó. Mình gỗ mà biết để mình sợ súng rồi mà còn Việt Nam làm cái súng à, mình lấy đầu gỗ mình có xong cho thả đi mà có là chuyện đang qua rồi dám rồi là cái này là chỉ là đỡ cho khi sự nói nè, đỡ khó cho khi
tội gửi trên khỏi tình cảm người thao xe. Em thấy cái này mình gỗ mà có ao dụ mình đi mình gỗ mình bằng cái hộp mà hộp tắm ấy, người ta là mấy cái hộp bằng cái mà mình bằng dụ như mình có một người ta có 20. Đây là lần đầu tiên ngư dân Nguyễn Văn Trọng chứng kiến cảnh này khiến cho ông phải thốt lên quá hải. Dạ này đất rồi nè. Dạ không bao giờ có chuyện nào xảy ra mà súng ống hay súng đạn như thế này nè. Dạ không bao giờ có chuyện gì như vậy đâu nè. Hầu giờ mà thấy một cái cảnh là quế độ. Chỉ là có thấy đuổi rồi quắt vào Việt Nam gì thôi. Chứ còn đây là nổ súng luôn. Quá hải. Theo thuyền trưởng Phạm Tô, thì ngư trường tàu cá của ông thường đánh bắt nằm ở biển khơi Việt Nam và không khi nào ra hải phận nước ngoài để đánh bắt. Trong thâm niên 20 năm đánh cá của ông, thì sự việc này là chuyện có một không hai. Ở biển này là Việt Nam chưa có, đây là liên lạc đầu tiên. Nên Việt Nam nếu như giờ tỉnh là từ đánh bắt ở hồng chưa ăn được tài sản thôi nhưng mà được bao giờ chưa. Hồi giờ còn mấy con em ra mấy Việt Nam rồi. Mà chưa có mười mấy anh em chưa nghi tình trạng mà khác những cái cảnh khác như vậy thì làm biển như vậy thì sẽ ai đẹp qua yên đi gặp công việc như vậy thì anh bắn các hai người là công việc là có một con hai. Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Đài Á Châu Tự Do vào tối ngày 25 tháng 9, ngư dân Nguyễn Văn Trọng cho biết phía Philippines đã cho các ngư dân được xuống tàu, được nấu ăn tự túc và cho người canh giữ. Tuy nhiên không có gì căng thẳng cả. Nguyện vọng của 5 ngư dân bị Philippines bắt giữ hiện nay là mong sao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Manila can thiệp để có thể đưa xác 2 nạn nhân về với gia đình và phía Philippines trả tự do cho họ để trở về Việt Nam. Quý các thính giả có thể sử dụng RFA app để xem trực tiếp những tin tức mới nhất cũng như toàn bộ các chương trình của Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay. Qua đó, quý vị có thể nhận báo tin về các diễn biến mới nhất cũng như quý vị có thể chia sẻ các tin tức của Đài Á Châu Tự Do với bạn bè và người thân qua các trang mạng xã hội. Xin tải về tại App Store hoặc Google Play. Và trước khi kết thúc chương trình tin tức thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin đã loan trong 24 giờ qua. Các ngư dân trên chiếc tàu cá Việt Nam bị Philippines bắt giữ hôm 23 tháng 9 khẳng định tàu của họ không đâm vào tàu của Philippines khi bị đuổi bắt ngoài khơi. Bà Grace Bùi, một nhà hoạt động cho người thượng hiện sống ở Thái Lan cho biết nhóm 7 người thượng Tây Nguyên Việt Nam được cấp quy chế tị nạn sẽ rời Campuchia đến Philippines trong vòng 3 ngày tới. Thanh tra chính phủ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc cho những bệnh viện thuộc công ty cổ phần VN Pharma trong giai đoạn 2011 đến 2014. Trong báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2017 công bố vào ngày 26 tháng 9, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam xuống còn 6,3% cho năm 2017 và 6,5% cho năm 2018. Trong hội thảo quốc tế tại Hà Nội vào hôm 26 tháng 9, nhóm Ngân hàng Thế giới đã cam kết giúp Việt Nam đẩy mạnh tiến độ giải quyết nợ xấu, các khoản vay không hoạt động trong hệ thống ngân hàng để đảm bảo việc phân phối vốn hiệu quả cho phát triển kinh tế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự tối nay, ngày 27 tháng 9 năm 2017. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào sáng mai lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam, cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trung Khang cầu chúc quý vị một đêm an giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.